OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Như thường lệ, hôm nay tối thứ sáu hàng tuần, chúng ta cùng ngồi để điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như sẽ có một vài phân tích và nhận định xu thế chung của thị trường trong tuần tới. Thì trước khi chúng ta đi phân tích vào thị trường chứng khoán Việt Nam, thì Hùng Lê sẽ có một vài cái thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán châu Á cũng như thị trường chứng khoán Mỹ. Thì chúng ta có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì ba phiên cuối tuần thì thị trường chứng khoán Mỹ đã có những cái mức tăng điểm rất ấn tượng. Thì thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất đấy là các cái công ty lớn và các tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ thì ra kết quả kinh doanh hết sức là khả quan, hết sức là tích cực, và có những cái tập đoàn thì đã vượt ngoài kỳ vọng của giới đầu tư, dẫn đến là thị trường chứng khoán Mỹ đã có những phiên tăng điểm tích cực. Và một cái lý do thứ hai nữa là Tổng thống Donald Trump và phía bên Trung Quốc thì đang có xúc tiến những cái cuộc gặp, sắp tới sẽ có những cuộc gặp để coi như là đàm phán về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, để có những cái bước đi và có những cái lối mở. Và chính vì điều này đã làm cho giới đầu tư cũng kỳ vọng rằng là cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ có những cái bước tháo gỡ, sẽ có được cái sự đàm phán và thỏa thuận giữa hai bên để giảm cái căng thẳng chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung. Thì tất nhiên nó sẽ tác động đến nền kinh tế của thế giới. Và tuy nhiên thì đối với Tổng thống Donald Trump thì cũng có một ý là nếu như mà tại cái cuộc gặp song phương giữa Mỹ và Trung Quốc nếu mà không thành công, tức là không đạt được tiếng nói chung, thì có thể Trung Quốc sẽ Mỹ sẽ tiếp tục đánh thuế tiếp các cái sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng tầm 267 tỷ đô la. Thì cái việc tiếp theo mà Tổng thống Donald Trump có tiếp tục áp thuế đối với Trung Quốc hay không thì đấy vẫn là một vấn đề bỏ ngỏ. Tuy nhiên với sự tích cực với những cái thông tin tích cực đấy thì đã tác động lên thị trường chứng khoán Mỹ và đặc biệt là thị trường chứng khoán châu Á. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong phiên ngày 31 tháng 10 thì thị trường chứng khoán châu Á cũng tăng điểm rất là mạnh mẽ. Ví dụ chỉ số Nikkei, chỉ số Shanghai, chúng ta cũng có thể xem ở những cái thông tin đấy ở trên cái trang investing.com.vn. Thì đấy là một cái trang thông tin về 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 cập nhật các cái thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như là các cái chỉ số chứng khoán của thế giới cũng như chỉ số chứng khoán châu Á rất là ok, thì các anh chị có thể tham khảo ở đó. Quay trở lại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta đã có những cái cung bậc cảm xúc hết sức là phải nói là sóng sánh, bởi vì là có những phiên thì thị trường của chúng ta đã giảm rất là mạnh, giảm đâu đó khoảng tầm 15 điểm. Và sau đó thì có những phiên mà thị trường chứng khoán của chúng ta đã tăng rất mạnh 26 điểm. Đấy là trong phiên 31 tháng 10. Đấy là phiên mà toàn bộ thị trường chứng khoán thế giới cũng như thị trường chứng khoán châu Á có những cái mức khởi sắc. Và kết phiên cuối tuần thì thị trường của chúng ta cũng đã có tăng điểm rất là mạnh, lên đóng cửa vùng 924 điểm. Thì Hùng Lê sẽ nói qua trước, tổng quan trước, xong đó thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết về nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Thì chúng ta thấy rằng là cái mốc hỗ trợ 885 điểm, vùng 885 điểm của thị trường trong ngắn hạn thì đã không bị phá vỡ. Tức là khi chạm về mốc 885 điểm thì ngay lập tức thị trường của chúng ta đã bật tăng trở lại đối với chỉ số VN Index của chúng ta. Và cái sự tăng giá trở lại này thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên góc độ phân tích như thế nào. Tại sao Hùng Lê lại đề cập đến vấn đề này? Bởi vì là khi thị trường của chúng ta tăng thì chúng ta phải xem xét được là nhóm ngành nào tăng, cổ phiếu nào tăng và điểm số của thị trường thì do những cổ phiếu nào. Ví dụ như là điểm số của thị trường mà tập trung vào nhóm ngành blue chip hoặc là các cái cổ phiếu trụ thì đấy là một điều không thực sự tích cực, bởi vì chúng ta biết rằng là khi cổ phiếu trụ mà tăng thì tăng sẽ rất là sốc, tức là điểm số của thị trường của chúng ta sẽ tăng rất là sốc. Tuy nhiên những cái cổ phiếu mà quý anh chị nhà đầu tư chúng ta nắm giữ thì cổ phiếu đấy lại thường tăng rất là chậm, lình xình và mãi, tức là mãi 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 những cái phiên tăng thì tăng rất là nhẹ, nhưng mà khi giảm, tức là khi cổ phiếu trụ quay đầu giảm điểm thì tất cả những cổ phiếu mà quý anh chị nhà đầu tư chúng ta cầm sẽ quay đầu giảm điểm theo và giảm rất là mạnh.
Tức là gì? Có nghĩa là mọi người vẫn có một câu mô phỏng, đấy là khi lên thì lên bằng thang bộ và khi xuống thì xuống bằng thang máy. Đó là một cái điều mà chúng ta đã được chứng kiến từ những cái phiên phiên ngày mùng 4 tháng 10, tức là từ ngày mùng 1 tháng 10 đi, Hùng sẽ lấy từ một ngày mùng 1 tháng 10. Đấy là những cái phiên mà chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta rơi rất là mạnh. Và cả một quãng thời gian Hùng Lê nhận thấy rằng cả một quãng thời gian tất cả các quý anh chị nhà đầu tư kiếm được ở một cái chặng đường ở đây, tức là từ điểm này từ ngày 11 tháng 7 và đến ngày mùng 1 tháng 10 đi, thì 3 tháng các anh chị kiếm được, nhưng gần như tất cả các nhà đầu tư, nếu mà chúng ta không thoát kịp hàng, thì tất cả những cái lợi nhuận các anh chị kiếm được trong 3 tháng vừa qua thì gần như đã mất hết. Và thậm chí là nhiều những tài khoản là đã bị cháy tài khoản hoặc bị cô margin liên tục, và không những là không giữ được thành quả trong 3 tháng đầu tư mà chúng ta đã bị âm vào vốn. Và Hùng Lê cũng nhận được rất rất nhiều những cái chia sẻ, những cái comment của quý anh chị nhà đầu tư về cái trạng thái mà chúng ta bị thua lỗ. Thì đấy là câu chuyện bình thường ở trên thị trường. Đầu tư chứng khoán thì không thể ai nói tài nói giỏi được, và cũng không ai có thể khẳng định rằng là tôi luôn luôn thành công. Đấy, chỉ có điều là chúng ta có một cái quy trình và chúng ta có một cái cách đầu tư để làm sao đó chúng ta tránh được, giảm thiểu được những cái yếu tố rủi ro nhất trong quá trình đầu tư thôi. Chứ còn nữa là không ai có thể là đoán được, dự báo được đâu là đỉnh thị trường và đâu là đáy. Chỉ có khi thị trường tạo đỉnh thì chúng ta mới thấy đỉnh, và khi thị trường tạo đáy thì chúng ta mới nhìn thấy đấy là đáy của thị trường. Thì đấy là một cái câu chuyện về đầu tư. Và một số các anh chị thì cũng có bảo là sao Hùng Lê lại ít chat ở trên group hay vân vân. Thì Hùng Lê có một cái quan điểm như thế này, tức là chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng không nên mua bán quá nhiều, bởi vì có một số các anh chị comment rất là đúng, mua bán quá nhiều thì chúng ta sẽ phải mất phí cho các công ty chứng khoán. Và khi chúng ta mua bán liên tục như thế thì nó cũng sẽ khó để có một cái định hướng, ít nhất là phải một cái định hướng ở một cái tuần hoặc là một cái tháng đó, chứ không phải là chúng ta cứ thấy xanh thì nhào vào mua, và đến lúc là đỏ thì chúng ta lại bán ra. Trong tuần vừa rồi thì rõ ràng là như thế, có những phiên thị trường tăng điểm rất là mạnh, nhưng sau đó thì thị trường lại giảm điểm rất là mạnh, thì những rất nhiều các nhà anh chị mua giá xanh xong rồi bán ra đỏ, xong rồi thấy thị trường tăng lại tiếp tục vào mua. Như thế thì cái vòng mua của mình nó sẽ rất là luẩn quẩn. Thì dần dần thì mỗi người sẽ tự tìm ra cho mình một cái phương pháp đầu tư. Còn với Hùng thì Hùng sẽ nhìn nó một cái xu thế nó dài hơn một tí, chứ Hùng không nhìn có ngày 1, ngày 2. Và để phân tích lại thị trường trong tuần vừa qua, giống như là cái ý mà Hùng Lê vừa mới đề cập đến, là chúng ta phải xem được là điểm số của thị trường thì do những cổ phiếu nào mang lại và do đâu. Để từ đó thì chúng ta mới nhìn được một cái góc độ là với một cái mức tăng điểm mạnh như thế và những cái cổ phiếu mang lại cái điểm số đó thì hành động của chúng ta sẽ như thế nào. Đấy, hành động của chúng ta sẽ như nào. Và Hùng Lê biết rằng là khi các cổ phiếu trụ tăng mạnh nhưng mà rõ ràng là tài khoản của chúng ta chưa tăng, bởi vì là những cái cổ phiếu mà chúng ta nắm gần như là các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì gần như là những cái cổ phiếu trụ, những cái cổ phiếu nó mang tính chất dẫn dắt dòng tiền thì chúng ta cũng rất ít nắm những cái mã cổ phiếu đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào Vinhome. Đối với Vinhome sau khi chia thì đấy, chúng ta cũng có thể thấy rằng là đây là cái điểm Hùng Lê đánh dấu là ngày 26 tháng 10. Ngày 26 tháng 10 là ngày kết phiên của thứ sáu tuần trước, khi đấy Hùng Lê đã làm bản điểm tin video số 32. Thì chúng ta thấy rằng là Vinhome đã chạm về vùng giá 60 và kết phiên ở kết tuần thì Vinhome đã chạm về vùng giá 72. Như thế là Vinhome đã tăng được 12 giá, và chính vì Vinhome tăng 12 giá nên đã mang lại một cái điểm số của thị trường, thì các anh chị cũng thể tính toán được. Và với cái đà tăng hiện tại của Vinhome thì Hùng Lê đánh giá là Vinhome sẽ có thể sang tuần thì Vinhome sẽ lình trình và sẽ đi tiệm cận về vùng giá 75. Và tại vùng giá này thì Vinhome sẽ tiếp tục có một cái nền tích lũy trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Thì đối với cổ phiếu này nó chỉ mang tính chất dẫn dắt dòng tiền, chúng ta cũng không tham gia đầu tư. Đối với VIX thì cũng hoàn toàn tương tự. Đối với VIX thì Hùng Lê vẫn bảo lưu quan điểm là VIX đang có những tuần phân phối của VIX ở vùng giá từ 100. Thưa hiện tại thì đã có những lúc trong tuần vừa qua thì đã có những lúc mà VIX về đến vùng giá 90. Thì VIX đang có những tuần phân phối ở nền giá
Hùng Lê cứ cho là nền giá 100 đi, 100. Một cái quá trình phân phối đi ngang của VIX và với những tín hiệu hiện tại của VIX thì Hùng Lê vẫn bảo lưu quan điểm là VIX sẽ tiếp tục giảm giá và VIX sẽ phải tích lũy lại về vùng nền 80 thì như thế sẽ là hợp lý hơn đối với cổ phiếu VIX. Và như thế thì VIX sẽ còn khoảng mất khoảng tầm 10.000 đối với cổ phiếu VIX. Đối với cổ phiếu thứ ba trong họ nhà ấy, nhà VIX đấy là VRE. Thì đối với VRE thì VRE vừa mới chia xong, vừa mới chia xong nên là những cái chart cũ của VRE thì Hùng Lê sẽ phải bỏ đi và chúng ta sẽ xem lại. Thì đối với VRE thì một số các anh chị đã mua, một số các anh chị trong team đã mua ở vùng giá 36, 37, 38 trước chia thì nó sẽ tương đương với khoảng bây giờ sau chia nó sẽ rơi vào vùng 30. Thì với những tín hiệu hiện tại của VRE thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ VRE, và chúng ta sẽ chờ một phiên xác nhận, hiện tại thì VRE chưa có một phiên xác nhận để báo mua. Thì chúng ta sẽ chờ một phiên xác nhận của VRE khi mà VRE sẽ vượt vùng giá 30. VRE sẽ vượt vùng giá 30 với volume đạt khoảng tầm từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu cổ phiếu. Thì khi đó chúng ta sẽ, nếu những anh chị nào đang có vị thế của VRE, ví dụ chúng ta có 2.000 thì chúng ta có thể mua thêm 2.000 nữa. Tức là chúng ta sẽ mua bằng 100% số chúng ta đang nắm giữ. Và chúng ta sẽ chờ VRE, chúng ta sẽ chốt VRE ở khoảng vùng giá 33 đến vùng giá 33.5. Đó thì VRE chủ yếu đánh ở trong một cái đoạn sóng ngắn thôi, chứ còn VRE thì chúng ta cũng không thể đánh dài được. Và những tín hiệu hiện tại của VRE thì Hùng Lê đánh giá là VRE sẽ tiếp tục tăng giá ở trong tuần tới. Chúng ta cùng đi một số các cái cổ phiếu của họ nhà dầu khí. Thì đối với dầu khí thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, trên biểu đồ giá dầu của thế giới WTI thì anh chị cũng có thể xem. Lúc nãy Hùng có xem thì hiện tại là giá dầu của WTI đã phá cái đáy 65. Và với một cái tín hiệu như thế thì khả năng giá dầu WTI sẽ tiếp tục, giá dầu thế giới sẽ tiếp tục giảm giá. Giá dầu sẽ tiếp tục giảm giá và sẽ về vùng hỗ trợ, là khoảng vùng giá 60. Thì như thế thì chúng ta cũng thấy rằng khi mà giá dầu thế giới giảm về vùng giá 60 thì nó cũng song trùng với nhịp chỉnh, gần như nó song trùng với nhịp chỉnh của dòng dầu khí. Và khi giá dầu của thế giới quay đầu tăng trở lại thì chúng ta thấy rằng khi đó thì dòng dầu khí cũng là lúc mà dòng dầu khí đã chỉnh xong. Và chúng ta cũng có thể là song trùng với thời điểm đó thì cổ phiếu dòng dầu khí sẽ quay trở lại tăng giá. Và với thời điểm hiện tại thì một số các cổ phiếu dầu khí, tí nữa Hùng Lê sẽ nói, sẽ một số các cổ phiếu dầu khí thì các anh chị cũng có thể canh để mở các cái điểm mua thăm dò, các cái điểm mua thăm dò 1/3 hoặc 1/4 số định mua. Thì đối với gas, trong những bản tin phân tích trước thì Hùng Lê đã phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư là gas đang phân phối ở vùng giá từ 115 đến vùng giá 120. Và trong một cái xu thế của dài hạn của gas thì Hùng Lê đang đánh giá là gas đang tạo thành mô hình hai đỉnh, mô hình phân phối hai đỉnh. Và với những tín hiệu tại trong tuần vừa qua thì gas đang có những phiên níu kéo lại, để khả năng cao với những tín hiệu này thì gas sẽ tiếp tục phân phối thôi. Gas sẽ tiếp tục phân phối và gas sẽ về khoảng vùng giá 80 đến vùng giá 85. Đấy là một cái nền giá tích lũy khá là hợp lý của gas ở trong cái nhịp này. Và khi về đến vùng này thì gas sẽ tích lũy lại và chúng ta sẽ chờ gas ở hình thành một cái nhịp tăng mới đối với cổ phiếu gas. Cổ phiếu thứ hai là PLX. Đối với PLX thì Hùng Lê thấy rằng hiện tại đối với PLX thì đang có những tín hiệu rất là đẹp. Rất là đẹp đối với PLX. Khi mà trong tuần PLX đã gần như là với những tín hiệu tại thì chúng ta thấy rằng gần như PLX đã test thành công ở vùng hỗ trợ của PLX. Đấy là ở vùng giá, vùng hỗ trợ cũng khá là ok. Đấy là ở vùng giá 65. À, vùng giá 55. Thì PLX khi mà chạm về vùng 55, đây chúng ta cũng có thể thấy đấy là xuất phát điểm, chúng ta có thể view dài hạn của PLX một tí. Thì khi PLX chạm về vùng giá 55 thì sau đó thì PLX đã hình thành nên một cái nhịp tăng mới. Ví dụ nhịp tăng gần nhất ở đây là từ vùng giá 55 đến vùng giá 70. Như thế thì cũng là tăng khoảng tầm 15 giá. Thì với những tín hiệu hiện tại của PLX thì Hùng Lê đánh giá là tín hiệu đường MACD thì đang chuyển pha xu thế từ pha xu thế giảm sang pha xu thế tăng. Tín hiệu về dòng tiền cũng đang khá là tích cực. Thì đối với PLX, các anh chị có thể canh lại PLX ở vùng giá 59. Hùng đánh giá ở vùng giá 59.
Ở vùng giá 59 thì chúng ta sẽ canh mở mua lại 1 phần 3 số định mua đối với PLX. Và chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu tiếp theo. Khi PLX phát đi những cái tín hiệu tiếp theo thì Hùng Lê sẽ có thể Hùng Lê sẽ phân tích nếu mà trong tuần, hoặc là có thể Hùng Lê sẽ chat với các anh chị. Thì đối với PLX, các anh chị ở trong tuần tới, các anh chị sẽ canh PLX vùng giá 59, thì Hùng Lê đánh giá rằng PLX hiện tại đang khá là ok. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta thấy rằng PLX đã có một tuần đóng giá và gần như PLX đã lấy lại được 1 phần 2 thân nến đỏ gần trước đó, thì đây là một tín hiệu rất là tích cực. Tuy nhiên nếu xem ở trên đến tuần thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm PLX sang tuần tới. Khả năng sang tuần tới PLX sẽ tích lũy lại, như Hùng Lê đã phân tích là tích lũy lại ở vùng nền giá 59, và sau đó thì cùng với nhịp hồi phục của giá dầu thế giới thì PLX sẽ là một trong những cổ phiếu của ngành dầu khí mà Hùng Lê đánh giá đang hết sức là ok. BSR. Đối với BSR thì cổ phiếu này Hùng Lê cũng đã phân tích rất nhiều ở các bản tin video trước. Ở trong nhóm ngành dầu khí thì ở vùng giá 16 là vùng giá mà BSR đang tích lũy khá là đẹp, khi mà BSR đã gần như cạn vôn, cạn cung. Và tín hiệu dòng tiền thì cũng đang tốt, tín hiệu dòng tiền đang tốt rồi, ok, tín hiệu ADX thì càng tốt hơn nữa. Và với BSR thì chúng ta hoàn toàn có thể mở các cái điểm mua, thăm dò 1 phần 3 số định mua quanh vùng giá 16, và chúng ta chờ những cái nhịp hồi phục của giá dầu thế giới, thì lúc đó thì là nhóm ngành dầu khí sẽ quay trở lại sóng, song trùng với lại cả thị trường. Một cổ phiếu nữa là oil. Thì đối với oil, oil thì chúng ta thấy rằng là oil ở một cái nền giá 14, thì đối với cổ phiếu oil hiện tại cũng đang oil cũng đang cạn cung, tức là khi đạt về cái vùng nền này thì gần như là người mua cũng không muốn mua và người bán cũng không muốn bán nữa. Thì đối với oil thì xung lực dòng tiền hiện tại đang hơi yếu. Nhưng mà với cổ phiếu oil thì chúng ta cũng có thể mở các cái điểm mua quanh vùng giá 14, những cái điểm mua thăm dò, và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo. Khi oil phát những cái tín hiệu tiếp theo thì chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng. PVD. Đối với PVD thì PVD chia nên là Hùng Lê cũng sẽ phải xóa một số các cái này đi để chúng ta cùng nhìn lại. Đối với cổ phiếu PVD thì nó có một đặc điểm như thế này. Chúng ta cũng có thể thấy là PVD là một cổ phiếu rất là nhạy. Rất là nhạy. Và tại sao nhạy? Bởi vì là cái trong trong những cái phiên mà tăng điểm hay là phiên giảm điểm của PVD thì cũng rất là nhanh. Thì đối với hiện tại trong một cái nhịp sóng tăng thì PVD đã chỉnh về vùng Fibo, tức là đã chỉnh trong tuần thì đã chỉnh về cái vùng Fibo giữa 61.8 đến 78.6. Đây là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của PVD. Và những tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê đang những cái tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê đang đánh giá rằng PVD đang có một cái nhịp hồi thôi, một cái nhịp hồi, và chúng ta cũng sẽ phải chờ những cái tín hiệu xác nhận của đối với PVD. Còn đối với PVD thì Hùng Lê đánh giá là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không tham gia đối với cổ phiếu này, bởi vì cổ phiếu này cũng đang đang chưa chưa thực sự có những cái tín hiệu mà để đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục tăng giá trong thời gian tới. PVS hoàn toàn tương tự như PVD thì PVS cũng đã có một nhịp chỉnh sau khi tăng. PVS cũng chia, vì vậy nên là cũng phải xóa những cái này đi. Sau khi mà PVS đạt đỉnh ở trong nhịp sóng vừa qua ở vùng giá 22 thì PVS đã có một nhịp chỉnh. Một nhịp chỉnh, chúng ta xem là PVS đã chỉnh về đâu. PVS đã có một nhịp chỉnh về cũng hoàn toàn tương tự, tức là có một nhịp chỉnh về chạm về vùng 15.16. 16 là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của PVS. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại của PVS thì chúng ta thấy rằng là PVS thì nó đang khỏe hơn so với PVD. Thì có thể là đối với những nhà anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ PVS thì Hùng Lê biết rằng là có một số các quý anh chị nhà đầu tư sau khi xem những bản tin video trước của Hùng Lê thì đã hiện tại đang nắm giữ PVS. Thì hiện tại Hùng Lê cũng đang tương tác với một số các anh chị, và không phải những anh chị mà cô thì đúng hơn, đấy, và có những người cũng cô chú cũng rất là lớn tuổi rồi, rất là lớn tuổi rồi, thì đang hàng ngày thì Hùng Lê vẫn đang chat ở trên Skype, trên trên Zalo để coi như là có những cái tư vấn cũng như là
cụ thể đối với một số cái mã cổ phiếu mà các anh chị quý nhà đầu tư đã theo dõi các cái bản tin video của ông Lê và đã mở các cái điểm mua, thì đối với PVS hiện tại đang tích cực hơn PVD và chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là PVS sẽ tăng và sẽ về lại, khả năng là PVS sẽ về lại ở vùng nền 20, thì đấy là cũng là một cái điểm mà ông Lê sẽ khuyến nghị cho các anh chị chúng ta có thể chốt dần PVS ở cái vùng 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 20, vùng trên 20. Rồi, đấy là một số các cái mã cổ phiếu dòng dầu khí. Chúng ta cùng sẽ đi trụ một số cổ phiếu trụ MSN. Đối với MSN thì trong các bản tin phân tích trước thì Hùng Lê cũng đã phân tích cổ phiếu này khá là kỹ. Và trong tuần vừa qua thì Mansan đã có một tuần tăng giá hết sức là tích cực. Hết sức là tích cực khi mà Mansan đã vượt cả vùng giá 80, Và khi Mansan đã về đến vùng hỗ trợ, chạm cái vùng hỗ trợ vùng giá 75 thì Mansan đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực. Và với những tín hiệu hiện tại của Mansan thì chúng ta sẽ kỳ vọng tuần tới Mansan sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên là với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ không tham gia nữa, không còn điểm mua nữa đối với những anh chị nào chúng ta bắt được trong phiên ngày hôm nay, trong phiên ngày 30 tháng 10 thì chúng ta giữ vị thế để chúng ta có thể chốt lời ở một cái mức cao hơn. Còn đối với Mansan thì gần như là Mansan đã chạy một tuần nước rút hết sức là mạnh rồi, thì chúng ta sẽ không không tham gia nữa. Và đối với cổ phiếu Mansan thì có khả năng trong tuần tới thì Mansan sẽ chạm về vùng 85 đến vùng 86, khả năng Mansan sẽ chạm về vùng 85-86 và tích lũy trở lại. Còn những tín hiệu hiện tại thì xung lực dòng tiền tốt, tín hiệu đường MA tốt, những tín hiệu RSI tốt thì đang ủng hộ cho Mansan một xu thế tăng giá mới. Và chính vì sự tăng giá mạnh mẽ của Mansan cũng đã góp phần nên thành tích của VN Index. VDC. Đối với VDC thì cũng hoàn toàn tương tự như Mansan, hai cổ phiếu này thì Hùng Lê đang thấy là cái quá trình vận động giá khá là song trùng với nhau. Thì trong tuần vừa qua VDC cũng đã có những cái thông tin tích cực về kết quả kinh doanh. Và khi VDC chạm về vùng giá 120, tức là cái vùng hỗ trợ 120 thì Hùng Lê đã phân tích ở trong những bản tin trước, thì tại vùng này thì VDC đã có 1 2 3 4 3 phiên 4 phiên tích lũy ở trên vùng 120 đến 125. Và sau đó thì VDC đã có một phiên xác nhận, đấy là phiên ngày 31 tháng 10, một phiên tăng giá rất là mạnh của VDC, đẩy VDC thoát khỏi cái vùng nền. Và với những tín hiệu hiện tại của VDC thì sao, chúng ta thấy rằng xung lực dòng tiền của VDC đang khá là ok. Và chúng ta thấy rằng dòng tiền tham gia cũng đang rất là khỏe, trung bình đã có đến khoảng tầm 800 đến 900k trên một phiên. Và với những tín hiệu hiện tại của VDC thì chúng ta cũng không phải vội vàng để chúng ta mua đuổi, mà khả năng cao thì sang tuần VDC sẽ phải tích lũy lại. VDC sẽ tích lũy lại trong vùng giá 133. VDC sẽ có những cái phiên test tích lũy tại vùng giá 133 trước khi mà VDC hình thành nên một cái xu thế tăng giá mới. Và với những tín hiệu hiện tại của VDC thì hoàn toàn có thể VDC sẽ về lại vùng nền, về lại vùng đỉnh ngắn hạn, đấy là khoảng vùng giá 150. Chúng ta cũng có thể nhìn lại ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng tín hiệu hiện tại của VDC đang hết sức là tích cực khi mà VDC đã lấy lại toàn bộ một cái tuần giảm giá trước đó. Thì đây là một tín hiệu rất tích cực đối với cổ phiếu này. Và đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tham gia, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không mua đuổi ở giá xanh ở trong phiên, mà chúng ta sẽ canh ở quanh vùng giá 133 để chúng ta có thể tham gia cổ phiếu này. Cổ phiếu này hiện tại Hùng Lê đánh giá đang khá là mạnh đối với cổ phiếu VDC. BVH, hiện tại BVH thì Hùng Lê thấy là BVH đã có một cái nhịp hồi sau khi mà chạm giảm giá về vùng Fibo 50, tức là tương đương khoảng vùng giá 86, thì BVH đã có một nhịp hồi. Và phiên ngày hôm nay thì BVH khi mà chạm cái vùng, Hùng Lê cứ tính đi 100 đi, tức là khoảng chưa chạm đến 100, nhưng mà cái vùng giá 100 của BVH đấy là một cái vùng giá phân phối. Và đối với cổ phiếu này thì nó cũng mang tính chất giữ nhịp cho thị trường thôi, chứ chúng ta cũng không tham gia đầu tư. Bởi vì chúng ta thấy rằng là BVH đang có một quá trình đi lên, nhưng mà gần như cái thanh khoản của BVH gần như không có, thanh khoản hết sức là cạn kiệt. Thì với một cái tín hiệu như này thì chúng ta cũng có thể tiên lượng được là cũng có thể nhà cái hoặc là nhà tạo lập đang nắm cái cổ phiếu này rất là nhiều,
và dẫn đến là quá trình đi lên thì nhà cái sẽ phân phối nhỏ giọt nhỏ giọt nhỏ giọt để cho tạo thành một cái quá trình đi lên rất là mạnh mẽ. Và chỉ cần khi mà nhà cái hoặc là nhà tạo lập của chúng ta ra hàng thì như thế thì cổ phiếu sẽ giảm rất là mạnh và dẫn đến là chúng ta sẽ đón nhận những cái thua lỗ rất là lớn, và chúng ta cũng không cần thiết phải đi theo những cái cổ phiếu như này thì nó chỉ mang tính chất giữ nhịp cho thị trường mà thôi. SAB, SAB thì chúng ta thấy rằng SAB vẫn đang một quá trình tích lũy đi ngang rất là dày đặc, rất là sít ở vùng giá 220. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng quan sát thôi, chúng ta cũng không tham gia. Và Hùng Lê vẫn kỳ vọng là sau một cái nhịp tích lũy dài ở quanh vùng giá 220 thì SAB sẽ đánh về vùng 240, 240 đến vùng 245, thì đấy là kỳ vọng. Với lại chúng ta cũng sẽ phải chờ thêm những cái kết quả kinh doanh và những cái cải tổ mới của người Thái để chúng ta kỳ vọng một cái mức tăng mới của SAB. Còn đối với hiện tại thì SAB đang đi ngang ở quanh vùng giá 220 thôi, cũng chưa có những cái tín hiệu gì để chúng ta có thể xác nhận một xu hướng. Vinamilk thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua Vinamilk đã có một tuần giảm khá là khốc liệt. Và nếu chúng ta nhìn ở trên tổng thể, tức là nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần, thì chúng ta cũng thấy rằng là Vinamilk đang trong một cái kênh xu thế giảm giá. Hoàn toàn là Vinamilk vẫn đang nằm trong một cái kênh xu thế giảm giá. Và với việc là Vinamilk, rất may là ngày hôm nay Vinamilk đã lấy lại được cái vùng giá, tức là tiệm cận lại vùng giá 120. Đấy là một cái nền hỗ trợ của Vinamilk trong cũng là trong 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 một năm đấy, tính trong một năm, tức là cũng là trong trung hạn đấy. Trong trung hạn có nghĩa là cái Vinamilk đã bị thủng cái vùng nền này, và với việc thủng cái vùng nền này với khối lượng lớn, chúng ta thấy rằng khối lượng lớn và xung lực dòng tiền thì đang đi xuống, xung lực dòng tiền đang đi xuống và tín hiệu ADX thì đang rất là xấu. Thì đối với cổ phiếu này, một số các anh chị là đã tham gia bắt đáy trong phiên đây. Phiên này là một phiên phân phối giảm của Vinamilk, và sau đó thì phiên ngày hôm nay thì Vinamilk đã có một phiên kết phiên lấp toàn bộ cái cây nến đỏ trước đó. Thì với những tín hiệu tại thì Vinamilk sẽ có nhịp hồi, tuy nhiên nhịp hồi này thì sẽ không bền đâu. Và các anh chị của chúng ta, nếu chúng ta đã bắt được đáy thì chúng ta cũng sẽ phải hết sức lưu tâm đối với cổ phiếu này, và chúng ta sẽ chờ Vinamilk. Khi mà Vinamilk chạm về vùng, khả năng là Vinamilk sẽ chạm về cái vùng về vùng giá 127, chạm về vùng 127 đến khoảng vùng giá 128 đi, cho khoảng tầm 128 thì Vinamilk sẽ có thể là sẽ điều chỉnh và sẽ quay đầu. Bởi vì Vinamilk vẫn đang trong một kênh xu thế giảm giá rất là mạnh, và đặc biệt là nước ngoài chúng ta đang bán, và việc Vinamilk thủng nền thì đấy là một cái yếu tố, một cái tín hiệu hết sức là nguy hiểm. Và khi mà Vinamilk, kịch bản Hùng Lê vẽ cho Vinamilk thì khả năng khi Vinamilk chạm về vùng này và Vinamilk sẽ tiếp tục rơi về vùng 100 và hỗ trợ và tích lũy lại vùng 100, thì đối với cổ phiếu Vinamilk thì khả năng là Hùng Lê sẽ đang tiên lượng một cái đường đi của Vinamilk sẽ là như thế. Rồi, ok, chúng ta cùng qua một số cổ phiếu ngân hàng ACB. Đối với ACB thì rõ ràng là ACB là một cổ phiếu mà chúng ta sẽ, Hùng sẽ để trên biểu đồ nến tuần đi. ACB là một ngân hàng chúng ta thấy rằng là kết quả kinh doanh khá là ok. Tuy nhiên là với một cái, Hùng Lê cũng trong bản tin video số, các anh chị có thể xem lại bản tin video số 32, thì Hùng Lê đã để một cái tựa đề. Đó thì Hùng Lê sẽ xóa mất đi. Hùng Lê đã để làm cái tựa đề là nếu mà ACB mà không về 4x thì khả năng chúng ta nên làm một cái việc gì đó, nó không phải là tiếp tục công việc, nhưng đấy là một câu chuyện vui. Và chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua thì ACB cũng giao dịch, Hùng Lê đánh giá cũng đang rất là tích cực, khi mà ACB đã lấy lại được gần như lấy lại được 2/3, hơn 2/3 thân nến đỏ của cái nến tuần ở trước đó, thì đây là một tín hiệu đang rất là tích cực đối với ACB. Thì với ACB thì sang tuần tới thì Hùng Lê đánh giá là ACB sẽ vận động và sẽ phải tích lũy lại quanh vùng giá 30. Quanh vùng nền 30 này đã, ACB chưa thể tăng mạnh được ngay đâu. ACB sẽ cần một đến ít nhất là một tuần tới để vận động và tích lũy ở quanh cái vùng này, và sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu tiếp theo. Thì đối với cổ phiếu ACB thì trong team thì một số các anh chị vẫn đang cầm cổ phiếu này theo Hùng Lê.
Và nếu chúng ta đang còn tiền thì chúng ta có thể mở thêm vị thế mua của ACB nếu nếu trong tuần tới ACB có những cái tín hiệu thì Hùng Lê sẽ có thể Hùng Lê sẽ chat riêng cho từng anh chị, bởi vì là trên nhóm thì có anh chị có nắm và có những người không nắm, thì những ai đang nắm cổ phiếu ACB thì Hùng Lê sẽ chat riêng để chúng ta có thể là mở mua thêm đối với cổ phiếu ACB. Và đối với ACB thì Hùng Lê vẫn khuyến nghị với quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta sẽ đầu tư đến hết quý 1 năm 2019, đến hết quý 1 2019 đối với cổ phiếu này. Tiếp theo chúng ta cùng đi cổ phiếu Vietcombank. Đối với Vietcombank thì trong tuần vừa qua thì Vietcombank cũng đã có một cái nhịp hồi khá là tốt. Tuy nhiên với tín hiệu hiện tại của Vietcombank thì chúng ta thấy rằng Vietcombank dòng tiền không vào cổ phiếu này nữa, dòng tiền hết sức là yếu. Thì đối với Vietcombank thì các anh chị tham gia bắt đáy thì các anh chị có thể canh để chúng ta chốt. Khả năng thì Vietcombank sẽ chạm được về cái vùng kênh hỗ trợ trên của Vietcombank, tức là Vietcombank sẽ chạm lại về vùng giá 60. Vietcombank sẽ chạm lại về vùng 60 hoặc là thậm chí là không chạm được đến về vùng 60 đâu, khoảng tầm 59 thì Vietcombank sẽ cần phải tích lũy và quay đầu trở lại. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ không mở các cái điểm mua mới, bởi vì như thế là chúng ta cũng được một khoảng rất là ngắn, mà như thế thì rủi ro nó cũng khá là lớn. BIDV thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua BID đã có những cái thông tin liên quan đến tập đoàn của Hàn Quốc sẽ sở hữu khoảng tầm độ 15% cổ phần của BID, dẫn đến là BID đã có những cái phiên tăng rất là sốc và những cái phiên giảm cũng khá là sốc. Thì đối với cổ phiếu BID thì Hùng Lê thấy như thế này, đối với dòng cổ phiếu này thì cũng sẽ thích hợp với những anh chị nào lướt lát được, tức là mang nó cũng mang một cái tính gọi là đầu cơ, không hẳn là đầu cơ nhưng mà chúng ta cũng phải rất là nhanh chân lẹ mắt. Chứ còn ví dụ như là những nhà đầu tư thì mà với một cái việc mà rơi chữ V và hình thành hồi phục chữ V như thế này thì rõ ràng là chúng ta cũng không thể làm được. Và với tín hiệu hiện tại của BID thì chúng ta thấy rằng BID sẽ chạm về khả năng thì cao thì sang tuần mới thì BID sẽ chạm về vùng 34, chạm về vùng giá 34 thôi, BID sẽ chạm về vùng 34 và khi đó thì BID sẽ tiếp tục cần phải tích lũy trở lại. Chứ còn với những việc mà giảm sốc và tăng sốc như này thì nó cũng rất khó để chúng ta định lượng và chúng ta phân tích đối với cổ phiếu này. Còn đối với tín hiệu hiện tại thì đang khá là tích cực đối với BID, khi mà BID được hỗ trợ bởi cái thông tin cơ bản và trên tín hiệu phân tích kỹ thuật thì xung lực dòng tiền cũng đang khá là ok đối với cổ phiếu này. Còn mở mua mới thì chúng ta sẽ không tham gia. CTG. Đối với CTG thì sau khi mà CTG đã chạm về vùng giá 22, tức là một cái vùng nền hỗ trợ của CTG trong ngắn hạn, thì CTG đã có những phiên test thành công và đang tăng giá trở lại ở vùng giá 23. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại của CTG thì Hùng Lê không đánh giá cao là CTG sẽ tiếp tục tăng giá mạnh ở trong tuần tới, bởi vì là dòng tiền đang cũng không tập trung vào cổ phiếu này. Gần như CTG đã mất hết thanh khoản trong những cái tuần vừa qua. Gần như mất hết thanh khoản, và có những cái phiên mà chúng ta thấy rằng là cái mức độ ổn định của cổ phiếu này nó không có. Tức là có những phiên thì dòng tiền rất là nhiều nhưng sau đó thì có những phiên dòng tiền bị mất hút, thì đấy là chúng ta cũng chỉ quan sát thôi, chúng ta cũng không tham gia cổ phiếu này. MBB. Đối với MBB thì hoàn toàn tương tự là Hùng Lê đã phân tích cổ phiếu này rồi. Đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng quan sát thôi, chúng ta cũng không mở tham gia hoặc là mở các cái điểm mua mới đối với cổ phiếu này. TCB. Đối với cổ phiếu Techcombank thì Techcombank cũng là một cổ phiếu mới lên sàn. Tuy nhiên là Techcombank cũng đã có những cái mức ảnh hưởng tương đối là lớn. Mức ảnh hưởng tương đối là lớn đối với chỉ số VN Index thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là với Techcombank thì Techcombank lại về lại vùng hỗ trợ 26. Đây là vùng mà một nhịp trước thì một số các anh chị trong team của Hùng Lê đã tham gia thành công ở cổ phiếu này ở vùng giá 26.
Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại của Techcombank thì chúng ta sẽ cùng chờ về chúng ta quan sát. Còn nếu mà những anh chị nào mà chúng ta xác định dài hạn một tí thì chúng ta hoàn toàn có thể canh ở trong tuần tới, chúng ta có thể mở lại điểm mua của Techcombank ở vùng giá 26. Là chúng ta chờ những cái phiên mà nó có những cái tín hiệu xác nhận của Vietcombank của Techcombank tăng giá thì chúng ta sẽ tiếp tục mua mua hết đối với cổ phiếu này. Thì với cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng được là Techcombank sẽ tích lũy ở quanh vùng 26 và sẽ về lại ở vùng giá sẽ về lại vùng 29. Thì đối với Techcombank trong ngắn hạn thì nó là sẽ là như thế. Chúng ta cùng điểm qua một số các cái cổ phiếu blue chip đi. PNG. Đối với PNG thì trong các bản tin Hùng Lê đã phân tích ở trước thì khi PNG đã về vùng hỗ trợ khoảng vùng giá 92, nếu tại vùng này mà PNG không tích lũy được, không 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 vượt thoát được thành công thì PNG sẽ về ở những cái vùng hỗ trợ thấp hơn, đấy là tại vùng giá 80. Và trong tuần thì khi PNG đã chạm về vùng 90 thì sau đó PNG đã có hai phiên tăng giá khá là mạnh, nhưng Hùng Lê đánh giá rằng với cổ phiếu PNG hiện tại thì nó cũng đang mang tính chất là một cái nhịp hồi thôi, chứ chúng ta cũng nếu những ai bắt đáy được thì tốt, còn nếu chúng ta bây giờ chúng ta mở những cái điểm mua mới đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê đánh giá là khá là rủi ro và khả năng là sẽ có một hai nhịp hồi đối với cổ phiếu này, và sau đó cổ phiếu này sẽ tiếp tục hành trình rơi về vùng giá 80, sẽ rơi về vùng giá 80 để tích lũy trở lại. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng không có tham gia nữa. HPG. Đối với HPG thì chúng ta thấy rằng là HPG đã mất một quãng thời gian khá là dài để có thể break vượt thoát được thành công ở vùng giá 40. Và sau đó thì HPG lình xình ở vùng giá 42 khá là dài và những tín hiệu tăng giá hiện tại của HPG thì không thực sự là thuyết phục, và đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ không tham gia. Những anh chị nào có hàng thì chúng ta cũng có thể canh lại ở vùng giá 40.5 đến vùng giá 42 để chúng ta có thể hạ tự trọng hoặc là chúng ta có thể thoát hàng đối với cổ phiếu này. Còn những tín hiệu hiện tại mà HPG tăng giá như thế này thì hoàn toàn không thuyết phục khi mà xung lực dòng tiền đang đi ngang và chúng ta thấy rằng có những phiên HPG cũng gần như mất hết thanh khoản đối với cổ phiếu HPG. Chúng ta cùng xem cổ phiếu Bình Minh BMP. Đối với nhựa nhựa Bình Minh thì một số các anh chị trong team của chúng ta cũng đã ăn được một vòng từ vùng giá 53. Đây, một vòng từ vùng giá 53 khi Hùng Lê phân tích thì một vòng giá 53 và đã thoát ở vùng giá 64 đến vùng giá 65. Và sau đó thì Bình Minh đã có những cái phiên nước rút và chạm đến vùng giá 69, và sau đó thì Bình Minh đã giảm giảm giá. Thì đối với hiện tại những tín hiệu của Bình Minh thì Bình Minh đang tích lũy lại ở vùng giá 55, tích lũy lại vùng nền ở vùng giá 55. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng ở vùng giá 55 này thì Bình Minh đang đang bị khá là mất mất hút về dòng tiền, mất hút về dòng tiền, và tín hiệu về kỹ thuật thì hiện tại cũng chưa cho thấy là Bình Minh sẽ tăng giá lại ngay trong tuần tới. Thì với những tín hiệu hiện tại thì Bình Minh sẽ tiếp tục tích lũy ở quanh vùng giá 55 trước khi mà phát đi các cái tín hiệu tiếp theo. Trước khi phát đi tín hiệu tiếp theo thì đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê đánh giá là một cổ phiếu cơ bản tốt và chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được cổ phiếu này. Thì ở vùng nền giá 55 thì những anh chị nào mà chúng ta xác định đầu tư lâu dài và dài hạn, tức là ví dụ như là theo quý đi, tức là quý theo quý thì cũng có thể là mở các cái điểm mua quanh vùng giá 55 này 1/3 số định mua. Đấy là những cái điểm mua thăm dò, chúng ta sẽ chờ Bình Minh. Khi Bình Minh có những tín hiệu tiếp theo thì chúng ta có thể mở các cái điểm mua hết. DHG, Dược Hậu Giang. Đối với DHG thì DHG thì gần như DHG đã thủng cái vùng nền hỗ trợ trong 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 cũng có thể gọi là trung hạn đi, thủng cái vùng nền hỗ trợ. Đấy là vùng nền đây là một cái vùng nền mà 80, khoảng vùng nền 90. Thì khi mà Hùng Lê có một số bản tin video trước thì Hùng Lê có đề cập đến cổ phiếu này là chúng ta sẽ quan sát ở vùng nền 90.
thì ở vùng nền này chúng ta sẽ xem là DHG có tích lũy thành công hay không. Thì rõ ràng là ở vùng nền này thì DHG đã không tích lũy thành công, và như thế thì sau khi phá vùng nền tích lũy thì DHG đã có khoảng 2 tuần giảm giá, và hiện tại thì DHG lại đang tích lũy lại khá là chặt ở quanh vùng giá 83 83.5. Thì với những tín hiệu hiện tại thì cũng chưa thực sự tích cực, chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu tiếp theo. Cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia bắt đáy, nhưng mà không phải là lúc này, phải lúc mà chúng ta có những cái tín hiệu xác nhận thì chúng ta mới có thể tham gia bắt đáy được, chứ chúng ta không thể bắt giao rơi, bởi vì chúng ta cũng sẽ không biết đến khi nào là cổ phiếu sẽ ngừng rơi. FPT, đối với FPT thì trong trong thời gian vừa qua thì FPT cũng đã có giao dịch hết sức là tích cực, giao dịch hết sức là tích cực. Thì đối với FPT hiện tại tín hiệu ngắn hạn thì đang cho thấy FPT tiếp tục tăng giá, FPT tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên điểm mua thì chúng ta đã bị mua chậm mất. Chúng ta nếu như anh chị nào mà mua được ở trong cái ngày ngày bao nhiêu đây nhỉ? Ngày 31 tháng 10 thì là nó là tốt nhất. Đây có thể là điểm ngày 31 tháng 10 sẽ là điểm mua 1, và khi mà FPT vượt thoát lại thành công ở khoảng vùng giá 44 thì lúc đó sẽ chúng ta sẽ mở điểm mua 2 hoặc điểm mua hết đối với FPT. Thì đối với FPT hiện tại thì chúng ta cũng đang hơi chậm chân. Những tín hiệu hiện tại thì đang ủng hộ cho FPT tiếp tục sẽ tăng giá. Với những tín hiệu hiện tại FPT sẽ tăng giá. Và lực đánh của thị trường thì FPT sẽ về lại ở vùng giá 45. Cao thì FPT sẽ về lại ở vùng giá 45 chấm 5 đến vùng giá 46 đó. Thì trong một cái nhịp ngắn hạn thì FPT sẽ tiếp tục hồi về cái vùng này. Chúng ta cùng đi một số các cổ phiếu về xây dựng. HBC. Đối với HBC thì sau khi mà HBC ra một cái bản báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì đang khá là xấu. Dẫn đến việc là HBC đã có một tuần giảm chung cùng với thị trường. Trong tuần vừa qua thì HBC đã trong tuần trước thì HBC có một tuần giảm giá, và hiện tại thì HBC đang tích lũy lại vùng nền. Tức là nền của HBC đã là nền vùng giá 20.5, thì HBC đang có một tuần tích lũy lại vùng 20.5. Thì chúng ta sẽ cùng chờ những cái tín hiệu tiếp theo của HBC. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tham gia đầu tư, nhưng không phải là thời điểm này. Chúng ta phải chờ khi mà HBC có những cái tín hiệu xác nhận bẻ gãy pha xu thế thì chúng ta có thể tham gia. Còn đối với hiện tại thì HBC đang xung lực dòng tiền đang khá là yếu, và tín hiệu một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng chưa cho chúng ta những cái điểm mà chúng ta có thể chưa cho những cái điểm mà có thể khẳng định được HBC sẽ tiếp tục tăng giá. Và với tín hiệu hiện tại thì HBC sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng nền 20.5 đến vùng nền 21 ở trong tuần tiếp theo. CTD, Cô Tích Công là một trong những cái công ty về xây lắp, về xây dựng cũng khá là tốt khi mà có một nhịp tăng. Nếu chúng ta xem ở trong một cái kênh xu thế dài hạn thì đã có một nhịp tăng rất là tuyệt vời, và trong một cái nhịp chỉnh sóng một đầu tiên thì Cô Tích Công đã chỉnh về vùng 120. Sâu nhất ở về vùng 120, và hiện tại thì Cô Tích Công sau khi chạm về vùng 140 thì đang có những phiên hồi, và phiên ngày hôm nay thì phiên xác nhận mua đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng dòng tiền thì cũng đang khá là yếu. Tín hiệu đường MACD thì chuẩn bị chuyển pha xu thế, xung lực dòng tiền đang hướng lên. Và tín hiệu ADX cũng như đường RSI thì đã chạm về vùng quá bán thì sau đó đã bật lên. Thì với những tín hiệu hiện tại của Cô Tích Công thì Cô Tích Công hoàn toàn chúng ta hoàn toàn kỳ vọng tuần tới Cô Tích Công sẽ tăng giá, và cái đích đến tiếp theo của Cô Tích Công là khả năng thì sẽ về lại tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ của Cô Tích Công. Đấy là khoảng vùng giá 165. Và với cổ phiếu này thì hiện tại 151, 165 đang tăng khoảng 10 giá. Thì sang tuần nếu như những anh chị nào mà chúng ta có thể nhanh tay lẹ mắt thì cũng có thể tham gia cổ phiếu này ở quanh vùng giá 150 thì cũng được, tạm thời như thế thì cũng khá là ok. Đất xanh DG. Đối với đất xanh thì cũng là một cổ phiếu mà chúng ta cũng thấy rằng hình thành không cũng rất giống với cổ phiếu BIDV.
tức là giảm rất là sốc và khi tăng thì cũng sẽ tăng rất là mạnh, tức là hình thành nên một cái đáy hình chữ V. Thì nếu như chúng ta quan sát kỹ, nếu mà anh chị chúng ta quan sát kỹ được cái cách vận động của từng cổ phiếu, tức là mỗi cổ phiếu nó có một cái tính cách, thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể tham gia bắt đáy được ở những cái phiên như này, tức là ở vùng giá 24. Đó, thì sau khi mà có những cái phiên đây, ví dụ những cái phiên tăng trở lại và xác nhận trở lại, thì sau đó thường thì là đất xanh sẽ tăng giá rất là mạnh. Và hiện tại thì dòng tiền cũng đang đổ vào cổ phiếu này cũng khá là tốt. Thì với những tín hiệu hiện tại của đất xanh thì sang tuần tới thì đất xanh sẽ tiếp tục tăng giá và đất xanh sẽ tiệm cận lại về vùng giá 28. 28. Về vùng giá 28, hiện tại đang 26, thì với những cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ không tham gia, những anh chị mà, bởi vì là Hùng Lê biết là tất cả những nhà đầu tư của chúng ta thì ngoài việc đầu tư trên thị trường chứng khoán, các anh chị còn có những cái công việc, còn có những công việc khác ở bên ngoài, nên là không thể ngày ngày chúng ta cứ chăm chăm để chúng ta chờ đến lúc nào mà chúng ta mua được ở đáy hình chữ V và khi nào thì chúng ta sẽ bán hàng, như thế thì nó cũng sẽ rất là khó. Thì trên đây thì Hùng Lê vừa mới điểm qua lại toàn bộ một số các cái nhóm ngành cơ bản, khá là cơ bản của thị trường. Đấy là nhóm ngành cổ phiếu của họ nhà VIX, nhóm ngành dầu khí, ngân hàng xây dựng, rồi một số các cổ phiếu trụ. À ok, thêm một một cổ phiếu một nhóm ngành chứng khoán nữa, Hùng Lê quên mất. Nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ đi vào HCM thôi. Đối với HCM cũng sẽ xem ở trên biểu đồ đến tuần. Đối với HCM thì những tín hiệu hiện tại sau khi HCM đã chạm về vùng hỗ trợ, đấy là khoảng vùng giá 50, vùng giá 50.5 đến vùng giá 51, thì HCM đã có một tuần lấy lại 1/2 thân nến giảm ở trước đó, thì đây là những cái tín hiệu hiện tại của HCM cũng đang rất là tích cực. Và chúng ta thấy rằng, tuy nhiên một cái điểm yếu của HCM hiện tại là trong tuần vừa qua thì thanh khoản của HCM đang khá là thấp. Khá là thấp, ok. Tín hiệu đường mác thì hiện tại cũng chưa có một cái sự phân kỳ rõ ràng. Chưa có một sự phân kỳ rõ ràng thì đối với HCM thì sang tuần tới thì HCM sẽ cần tích lũy lại. Có thể là HCM sẽ có thêm một cái tuần tích lũy lại quanh vùng giá 57. Quanh vùng giá 57 trước khi mà HCM sẽ tiếp tục tăng. Và với tín hiệu hiện tại, nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ đến ngày, ok, HCM sẽ tiếp tục tăng giá. HCM sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần tới và điểm đến tiếp theo của HCM sẽ tiệm cận về vùng 65. Sẽ tiệm cận về vùng 65 thì sẽ tiệm cận về vùng 65 và bây giờ 57 thì 60, tức là nó 59-60 thì nó cũng đang được khoảng tầm độ 6-7 giá đối với cổ phiếu HCM đang khá là tích cực. SSI hoàn toàn tương tự như HCM, thì khi SSI đã chạm về vùng hỗ trợ, đấy là vùng 26 đến vùng giá 27, thì SSI đã bật tăng trở lại. Nếu xét ở trên biểu đồ đến ngày thì chúng ta thấy rằng SSI những tín hiệu hiện tại thì đang hết sức là tích cực để ủng hộ cho một xu thế tăng giá tiếp theo của SSI, thì khả năng sang tuần tới SSI sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 30. Khoảng vùng giá 30 thì cũng là cái vùng mà chạm về kênh hỗ trợ, kênh xu thế trên của SSI. Chúng ta cùng đi một cổ phiếu nữa của ngành chứng khoán, đấy là VND. VND thì VND đã chạm về vùng hỗ trợ, VND đã chạm về vùng hỗ trợ 16.5. Chạm về vùng hỗ trợ 16.5 và sau đó thì cũng đã bật tăng. Tuy nhiên đối với VND thì nó sẽ yếu hơn so với hai cổ phiếu, so với SSI và so với lại HCM. Thì với nhưng mà với cổ phiếu này VND thì chúng ta cũng sẽ không nên tham gia, bởi vì là VND sẽ chạm, khi mà VND sẽ vượt về vùng giá 20 thì VND sẽ chạm những vùng kháng cự và như thế thì cổ phiếu này cũng sẽ khó để tiếp tục mà đi lên, thì chúng ta sẽ tham gia những cổ phiếu khác mà chúng ta có thấy có những cái tín hiệu về dòng tiền tốt hơn. Thì trên đây chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ các mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành cổ phiếu khá là cơ bản mang tính chất dẫn dắt dòng tiền.
thì rõ ràng là trong tuần vừa qua những cổ phiếu lớn đã đóng góp vào sự tăng giá rất mạnh mẽ của chỉ số VN-Index, đấy là BIDV, đấy là Vietcombank, đấy là VDC, đấy là Mansan và đấy là VHM, đúng không ạ? Thì chúng ta đều nhìn thấy rõ một cái điều đó. Và như vậy chúng ta sẽ lật ngược lại vấn đề là VN-Index tăng do đâu? Thì đấy là do các cổ phiếu trụ, các cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền và đặc biệt là Vinhome. Và như thế thì khi cổ phiếu trụ đã chạy những cái bước đi rất là thần tốc, ví dụ như VDC hoặc như Mansan, đúng không ạ? Và khi những bước chạy thần tốc đấy dừng lại thì thị trường của chúng ta sẽ như thế nào? Đấy là một câu hỏi lớn. Đấy là một câu hỏi lớn mà chúng ta cần phải trả lời và chúng ta cần phải quan tâm. Lúc này và chúng ta nhìn thấy ở trên đây là biểu đồ tổng quan của VN-Index, thì như lúc trước cùng Lê đã đề cập, đấy là trong tuần vừa qua thì VN-Index của chúng ta đã chạm về vùng hỗ trợ 885 và sau đó thì đã bật tăng trở lại. Và trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là tổng khối lượng giao dịch, chúng ta nhìn ở trên đồ thị, tổng khối lượng giao dịch là 209 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải trừ đi khoảng tầm đâu đó hình như 40 triệu cổ phiếu OGC được khớp lệnh ở trên sàn, cộng với cổ phiếu, một số các cổ phiếu bị bán sàn khá mạnh, ví dụ như Hoa Sen. Đó thì cái giá trị giao dịch ở trên sàn chúng ta cũng chỉ mới đạt được đâu đó khoảng, nếu đúng chính xác đấy, khoảng tầm độ 158 triệu cổ phiếu thôi. Thì tầm này tức là cũng chỉ chạm vào trung bình 21 phiên, tức là volume chỉ đạt được đến là volume trung bình 21 phiên, chưa có những cái phiên tăng điểm mạnh mẽ về thanh khoản. Và khả năng sang tuần tới thì chúng ta sẽ chờ xác nhận những cái phiên tương tự như thế, những cái phiên mà khối lượng thanh khoản của thị trường sẽ được đẩy lên rất là lớn. Đối với chỉ số HNX in đối với chỉ số VN Index thì Hùng Lê có một số các cái đánh giá như thế này. Hiện tại thì VN Index của chúng ta gần như đã hoàn thành một cái tuần test ở cái nền vùng nền 885 hết sức là tích cực. Như thế thì là chúng ta hoàn toàn kỳ vọng sang tuần tới thì VN Index của chúng ta tiếp tục hình thành một xu thế tăng giá mới, hình thành nên một xu thế tăng giá mới. Tuy nhiên, việc tăng giá mạnh trong tuần tới thì Hùng Lê sẽ đánh giá là sẽ bị chậm đà tăng. Bởi vì sao? Bởi vì các cổ phiếu trụ trong tuần vừa qua, đặc biệt là phiên hai phiên gần như ba phiên cuối tuần, thì các cổ phiếu trụ đã chạy những bước đi rất là thần tốc và những bước đi thần tốc đấy sẽ phải dừng lại, và khi đó thì chúng ta sẽ có những cái nhịp chỉnh và có những cái nhịp tích lũy của thị trường, của chỉ số VN-Index. Nhìn ở trên tổng quan thì chúng ta thấy rằng ở đây là chỉ số MACD đang 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 rất là tích cực khi mà chuyển pha xu thế này trên đường RSI MAC, OK, chỉ số ADX nữa. Các tín hiệu đường ADX thì cũng đang ủng hộ cho thị trường của chúng ta một tuần mới tăng điểm và tích lũy. Còn nếu chúng ta xét một cách tổng quan ở trên đồ thị liên tuần thì chúng ta thấy rằng là VN-Index của chúng ta đã lấy lại được khoảng 1 phần 2, chưa được 1 phần 2 thân nến đỏ của tuần trước đó. Tuy nhiên với một tuần giao dịch như thế này thì chúng ta cũng đã đánh giá được cái mức độ tích cực của chỉ số VN-Index của chúng ta. Và xung lực dòng tiền ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng là đang có một xu thế đi ngang, tức là nó đã cầm cái đà rơi và chúng ta sẽ chờ sang tuần tới, khả năng thì VN-Index sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 924. Và khi mà những cái bước đi thần tốc của các cái cổ phiếu trụ dừng lại thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cái động thái tiếp theo của thị trường. Còn đối với chỉ số HNX Index thì đang tích cực hơn so với chỉ số VN khi mà trong tuần vừa qua HNX Index đã chạm kênh xu thế và từ kênh xu thế đấy thì HNX đã bật tăng trở lại và HNX đã lấy lại quá 1 phần 2 cây nến đỏ trước đó của tuần giảm điểm trước đó, thì đối với chỉ số HNX đang hết sức là tích cực. Và nhìn thêm các cái chỉ báo khác thì chúng ta thấy rằng hoàn toàn có thể kỳ vọng một tuần tới chỉ số HNX cũng sẽ tiếp tục tăng điểm và đồng pha với chỉ số VN-Index. Đấy thì điều đấy là điều đương nhiên. Và trên trên góc độ về phân tích kỹ thuật thì
Trên góc độ về phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng ở cả chỉ số VN Index và chỉ số HLX Index đã có một tuần test thành công ở vùng nền và có một tuần giao dịch hết sức là tích cực. Và cái sự tích cực về điểm số thì nó dựa trên hầu hết đấy là các cổ phiếu trụ, các cổ phiếu nhà nhóm trụ, thì Hùng Lê vẫn nhấn mạnh với quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta là như thế. Và có một số các cái cổ phiếu cũng đang khá là đẹp nhưng đến hiện tại thì cũng đã khá là muộn rồi, thì một số các cổ phiếu thì Hùng Lê sẽ viết bằng lời, Hùng Lê sẽ phân tích ở trên fanpage Facebook cũng như là trên kênh YouTube, thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Thì đối với những diễn biến của thị trường chứng khoán hiện tại thì Hùng Lê khuyến nghị quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ tiếp tục giải ngân ở trong tuần tới, và tuyệt đối trong những phiên thị trường tăng mạnh thì chúng ta cũng không nên mua đuổi giá xanh. Chúng ta sẽ chờ có những phiên điều chỉnh ở trong phiên để chúng ta có thể tham gia những cổ phiếu mà có vị thế tốt, có tín hiệu dòng tiền tốt và chúng ta đang có một cái nhịp mà điều chỉnh, gọi là chúng ta đã xem những cái cổ phiếu mà đã có một cái nhịp điều chỉnh gần như đã xong. Ví dụ như cổ phiếu dầu khí. Đó, một số cổ phiếu dầu khí. Rồi một số các cái cổ phiếu nữa thì Hùng Lê sẽ up lên ở trên Facebook để cho cộng đồng nhà đầu tư chúng ta có một cái góc nhìn tham khảo, và chúng ta sẽ giải ngân tối đa là 50% tỷ lệ tiền mặt, bởi vì là Hùng Lê đánh giá rằng cái động lực tăng giá trong tuần vừa qua đấy là động lực của các nhóm ngành cổ phiếu trụ, và khi những cổ phiếu trụ mà chúng ta dừng bước lại thì lúc đó thị trường của chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, thì chúng ta cần phải quan sát tiếp xu thế của thị trường những phiên giao dịch ở trong tuần tới, và chúng ta chỉ giải ngân tối đa 50%, tức là tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 50-50. Đấy là những cái điểm mua thăm dò, đấy là những cái điểm mua 1/3 số định mua của những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang thấy có những vị thế tốt. Bởi vì Hùng Lê vẫn nhắc lại với cộng đồng nhà đầu tư là chúng ta bị cuốn theo thị trường, tức là ngày hôm nay mua thì ngày mai bán, ví dụ như thế, thì cứ liên tục như thế thì chúng ta sẽ rất là khó. Chúng ta cần phải có một cái định hướng nó mang tính chất nó dài hạn một tí, ví dụ như là trong xu thế của tuần, xu thế của tháng hoặc xu thế của quý đối với cổ phiếu này thì nó sẽ như thế nào, thì như thế thì chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta sẽ bớt bị phân tâm khi mà thị trường có những cái phiên tăng giảm đột ngột, hoặc là khi mà thị trường không đi theo ý mình nhưng mà những cổ phiếu mình đã phân tích, mình đã định hướng đúng thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục giữ để chúng ta có một cái mức kỳ vọng lợi nhuận. Và đặc biệt là với quý anh chị nhà đầu tư thì chúng ta, cái việc là chúng ta kiếm được tiền nhưng cái việc chúng ta quản trị rủi ro, điều đấy hết sức là quan trọng, bởi vì có thể là trong một Hùng lên nhắc lại trong một cái nhịp mà chúng ta kiếm được rất nhiều nhưng mà chỉ cần một tuần thôi thì chúng ta tất cả những thành quả của chúng ta có thể là sẽ không còn nữa, và thậm chí là còn âm vào vốn. Thì đấy là cái câu chuyện rất là thường tình và hiện hữu ở trên thị trường chứng khoán. Và rõ ràng là tất cả những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì những nhà đầu tư thành công thì nó là số ít, còn những nhà đầu tư thất bại thì nó là số nhiều. Và tại vì sao? Và tại vì sao Hùng Lê lại đặt lên một cái kênh đấy là chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9, thì đấy là một cái thông điệp để gửi đến tất cả cộng đồng nhà đầu tư. Có thể là chúng ta có một cái cách quản trị rủi ro, quản trị danh mục cũng như một cái cách mua bán nó hợp lý, và chúng ta cũng không nên quá bị cuốn theo những cái tín hiệu xanh xanh đỏ đỏ ở trên thị trường. Thì đấy là toàn bộ những cái thông tin chia sẻ cũng như kiến thức tổng hợp về tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình vui vẻ hạnh phúc, và một tuần mới thì chúng ta sẽ cơ cấu được những cái mã cổ phiếu tốt để chúng ta có thể là hoàn thành một cái nhịp hồi. Và cái nhịp hồi của VN Index đi đến đâu thì trong quá trình mà hàng tuần dựa vào những cái tín hiệu nội tại của thị trường cũng như những yếu tố vĩ mô thì Hùng Lê sẽ phân tích và chia sẻ lên để cộng đồng nhà đầu tư chúng ta tham khảo. Và chúng ta cũng phải nói rõ một quan điểm như thế này, tức là chúng ta, Hùng Lê cũng như cộng đồng nhà đầu tư ở đây, thì chúng ta là những người nhà đầu tư nhỏ lẻ và chúng ta cũng là những con người. Chúng ta có những cái phân tích nhận định nó mang tính chất chủ quan và tính chất khách quan, thì có thể đúng hoặc có thể sai, nhưng điều quan trọng nhất đấy là gì?
khi đúng thì chúng ta hành động như thế nào và khi sai thì chúng ta hành động như thế nào. Đấy mới là điều quan trọng nhất trong quá trình đầu tư. Thân ái, chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư.